Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Sáng thì Dung đi chợ rồi cô chú anh chị. Sáng này sáng thứ bảy thì mình bán trong ngày thì hết đồ, cho nên là mình đi chợ. Trời sáng ở ngoài lạnh lắm nha cô chú anh chị ơi, cho nên là Dung áo lông á. Đây là cái siêu thị mà người ta bán các sản phẩm trồng ở trong làng này cô chú anh chị đó. Có dưa nè, có dưa lưới, dưa hấu rồi này kia đó. Dưa hấu cái này có hạt. Cái này là một miếng như vậy là 1 đồng 95 của chú anh chị, người ta cắt ra còn người ta bán nguyên trái bên đó là 2 đồng 49. Dưa lưới cũng vậy, dưa lưới là 1 đồng 79. Cà chua, bí ngòi, cái này là sản phẩm bio trồng ở trong làng đó cô chú anh chị. Đi mua bông cải mà bông cải không ngon. Mình mua cái bông cải người ta phim là như vậy nè cô chú anh chị. Là mình tính ra kilo là có 2 euro một kilo thôi. Còn cái này là 6 euro một kilo. Đây là cà chua. Cà chua là 3 đồng 29 đó cô chú anh chị. Cà chua này chín đã ghê không? Trái bành bành luôn. Lúc cà là mùa nho nha cô chú anh chị, tới mùa nho này là nho của Ý đó. Nho đen thì nó rẻ hơn nho trắng. Quay đây là quầy rau củ và trái cây. Đây là quầy bơm lê kiwi đồ này kia đó, và trong đó là bán đồ rau của trái cây của châu Á, gừng, khoai lang, rồi chanh dây, xoài đồ này kia đó, dừa. Cái này Dung không có mua ở đây nhưng cô chú anh chị ở đây bán đắt lắm. Đây là thực phẩm trong ngày của các con. Các con sẽ về nhà cô để chơi, cho nên là Dung chuẩn bị đồ ăn cho tụi nhỏ với chị chồng Dung. Đây là khoai tây nghiền đó cô chú anh chị, khoai tây nghiền mặc dạng khô á. Đây là sữa để làm khoai tây nghiền, cái nhà xúc xích, dâu ăn tráng miệng. Thì tưa tụi nó ở nhà chị chồng Dung á, thì Dung đem đồ ăn về cho các con. Mà tại vì không biết về đột xuất á, không biết là chị có đi chợ không. Zalo. Mày cứ quá. Dung đưa các con về gửi chị để mình đi chợ. Ở một mình buồn lắm nha cô chú anh chị. Buồn ơi là buồn luôn hẳn vậy. Hồi lúc trước thì chị Dung có một con chó, nhưng mà con chó nó chết rồi. Bây giờ chị Dung cũng ở mình thôi. Con thì cả mấy tuần nay thì chị nói chị không có gặp. Tới với lại bây giờ nó cũng đang dọn nhà tại chuẩn bị đón em bé đó, là cũng bận rộn lắm bên này á. Mẹ mà tới nhà con hay mẹ muốn gặp con gọi điện rồi này kia, rồi rảnh thì mới gặp nhau được nha cô chú anh chị, chứ không phải là tự nhiên săn phăng là tới nhà đâu, ai cũng đi làm hết trơn á. Ở đây có một cái mận này cô chú anh chị, cái mận đen rồi nó chín rồi nè, bên kia quá chừng trái kìa. Để chiều Dung đón con Dung về rồi Dung qua bên kia Dung hái. Bây giờ Dung đưa tụi nhỏ qua nhà chị Dung gửi á cô chú anh chị, tại vì chợ vợ chở nó đi chợ á, thì đi vô trong siêu thị á người ta không có cho vô, mà để nó ngoài xe á Dung sợ lắm, cho nên là bây giờ không có dám để cô chú anh chị đem về gửi chị Dung. Dung đi chợ nửa buổi sợ mình về trễ á, cho nên là đem đồ ăn cho tụi nó với cho chị ăn trưa cùng với các con luôn. Nờ ủi chùa pa luôn nuốt lắm. Si là để cái em là ba cái gì viên si viên ơi 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 phụ bá sẽ có thế xin ông tông bay ra mặt đất à thế chung c'est quoi ça c'est le mec qui brûle l'herbe goûte mange pour voir si c'est bon. Dùng mía. À, oui, ils ont bon l'année dernière, je l'ai vu.
Je passe à côté. Dung đi hái mận nha cô chú anh chị, mà đi không mà đội nón nè, gì trơn nắng quá. Đây là bờ ruộng. Đó, đây mình mận này cô chú anh chị ơi, trời ơi tiếc quá mình đi. Đó, tiếc quá, đây là mận tím nè cô chú anh chị. Cái mận này nó ngọt gì giả mang lắm luôn á. Mà ủ quá mình đi trễ cái nó rụng đầy đất kìa. Rụng lên với đường mương luôn. À, bên này là cây ốc chó. Ốc chó nhà ba Dung trồng cô chú anh chị, mà kiểu nó lâu năm quá đó. Ê, mình cũng không có trị, không có cái này cái kia, cho nên là nó ra hạt cái nó hư trơn của chú anh chị ơi. Có năm ăn được, có năm không, không có trái nhiều, mà cái trái nó cũng bèo nhiều. Đó, cái nhánh này không mấy trái nè, nó ra cái nó đen hết vậy đó, nó hư hết à. Rồi mình đi hái mận mà mình quên đem cái cây quay phim theo. Đó nè cô chú anh chị, mận tím nè. Đó. Hư ủ quá à. Đó. Không có đem cái cây quay phim theo thì vừa quay vừa hái kiểu này. Đó. Mình dòm dòm cái đường mương, ở dưới này có cái đường mương. Bước hồng chân cái là rồi, ăn cho hết luôn. À, đã quá cô chú anh chị ơi, này nó. Đây là mận tím nè nha cô chú anh chị. Cái mận bữa hổm Dung hái là mận đỏ, mận vàng, mận xanh ha. Đây là cái mận tím. Ngọt lắm. Đó, cái nhánh này quá chừng luôn. Chị chồng Dung nói riêng và nhiều phụ nữ Pháp nói chung, cô chú anh chị, sao cái tuổi chừng 50 hoặc là 60 á, thì nhiều người hồi xưa á, là người ta hay có người yêu nha cô chú anh chị. Pháp vẫn kiếm được người yêu chứ không phải là tới cái tuổi đó rồi thôi là cái tuổi dưỡng già, không có đâu. Cái kiểu như người yêu không phải giống như người bầu bạn, người bạn già đó cô chú anh chị. Rất là nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người người ta lựa chọn, người ta ở một mình, người ta đi chơi với bạn bè đồ này kia đó. Thì chị chồng Dung là chơi trong cái hội bạn là giống như độc thân. Mấy bài đó là toàn là một người chồng mất hoặc là thôi chồng hoặc là này kia. Nhưng mà chơi một nhóm hình như 6 hoặc 8 người gì đó là độc thân không vậy đó cô chú anh chị. Hồi xưa thì chị chồng Dung cũng có người yêu nha cô chú anh chị. Đó là lúc mà còn làm trong bệnh viện á. Cái xong bên này thì cái mod thì cái nhà ai nấy ở à, nhưng mà kiểu như người ta quen nhau nhưng mà không có ở chung cô chú anh chị. Vậy cho nó khỏe thì cái nó không có nói chung bên này nó có nhiều cái nó dính nhấp nhau mệt lắm. Thì nhà ai nấy ở thì đồ điện nước rồi cái nhà cửa ai mạnh ai nấy trả vậy đó, của ai nấy trả cho nó khỏe. Thì lâu lâu cái ăn chung rồi này kia, đi chợ chung, ăn cơm chung rồi này kia thôi. Còn ngủ chung không thì đó thì chuyện của người ta nha. Thì chắc có chứ chứ gì. Thì hồi đó chị Dung cũng có một người bạn trai. Nhưng mà ông này là làm giống như là thợ vẽ tranh đó cô chú anh chị. Nhưng mà ông chỉ tối ngày là ông chỉ vẽ thôi, ông không làm cái gì luôn. Không rửa một cái chén nữa cô chú anh chị, không lau một cái nhà nữa. Hồi xưa chị Dung làm ở trong bệnh viện, cái đi về làm mà gặp ca đêm á cô chú anh chị, về cái là mệt dữ lắm. Là phải dọn dẹp nhà cửa mà chị Dung mới kỹ thôi, đừng nói nổi nhà kiếm hạt bụi cũng ra. Xong rồi cái vậy đó, rồi cái không hợp nhau đâu chừng được năm mấy á cô chú anh chị đó, rồi cái mạnh ai nấy về nhà nấy thôi. Chứ lúc đầu á là không ở chung, sau thì mới dọn về chung. Ở chị mới nói bây giờ thôi ở một mình đi, lúc trước nuôi chó mà bây giờ không có chó nữa thì thôi ở một mình, muốn đi đâu giờ nào cũng được trơn á, cũng không phải giữ con cho Dung nữa, muốn đi chơi lúc nào cũng được hết. Nhưng mà ở Pháp á, theo nghiên cứu là cô chú anh chị, là phụ nữ mà sống độc thân á là sẽ trẻ trung hơn và sống thọ hơn. Wow, đi cô chú anh chị, đây là chị Dung trồng
trong quế. Và xin lỗi, xin lỗi Tân. Wow, xin lỗi liền hùa. Coi coi bí nè cô chú anh chị. Ồ, ôi cái trái bí kìa. François, François, cái chú phải dè vậy sao? Mon dieu, c'est énorme. Sinon tu peux nous la donner. Ah non. Maman, il y a une sauterelle. Oui, regarde comment. Non, oui. Non, c'est une... Citrouille. Non. Batanate. Non, non, marche pas dessus. C'est la salade patavia. Ouais. Oh, elle est bonne, go chú anh chị. C'est quoi, maman? C'est la patavia? On dirait un... Déjà quoi? Goûte, goûte. Goûte si c'est bon. Hein? Goûte-moi ça. C'est bon. À, cà năm nay không có trái nhiều. Chị Dung, cái sung của chị Dung nè. Cái Dung mà năm nay nó rã tàn ra quá trời bự luôn á cô chú anh chị ơi. Mê quá à. Cũng trái, năm nào cũng trái thấy mê lắm. Nhưng mà nhà Dung bán rồi, vườn Dung cũng để lại luôn đó cô chú anh chị. Mà nói chung là của nhà mình, còn của nhà mình thôi. Ở đây là cà chua. Cà chua không có trái nhiều cô chú anh chị ơi. Rau dền. Há rau dền. Dung chia sẻ video Dung về thăm chị với các con. Dung xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bien. Ouais.